Chân thành cảm ơn nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã đồng hành cùng chương trình Kết nối những tấm lòng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Chuyên mục Kết nối những tấm lòng số 679 tuần này, chúng tôi sẽ được chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Trinh ở thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Chị Trinh năm nay 31 tuổi, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, chị điều trị tại khoa huyết học Bệnh viện Trung ương Huế. Gia đình chị Trinh thuộc diện hộ nghèo, chồng chị làm công nhân, lâu nay lo chạy chữa bệnh cho chị, đến nay đã cạn kiệt tiền bạc. Hai đứa con chị Trinh thì còn quá nhỏ. Chị Trinh vừa từ Bệnh viện Trung ương Huế về nhà, cứ định kỳ mỗi tháng, chị lại ra truyền máu một lần. Chị phát bệnh hơn một năm nay. Sau thời gian điều trị, sức khỏe chị tạm ổn hơn. Mỗi lần mà đau lên, đau nhiều là mình cứ suy nghĩ về con của mình, mình sẽ vượt qua được. Và nhờ sự động viên của bác sĩ, của gia đình nữa, tinh thần của mình nó vững chắc hơn một xíu. Rồi mình từ từ mình vượt qua được bệnh tật của mình. Trước khi phát bệnh, chị Trinh làm công nhân may ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi lấy chồng người ở miền Nam. Hai vợ chồng làm công nhân cũng chỉ đủ ăn và trang trải cuộc sống qua ngày. Từ ngày chị Trinh phát bệnh, cả gia đình về Quảng Ngãi ở gần phía ngoại. Ông bà thấy thương con gái nên xây cho căn nhà để có chỗ ở tạm. Gia đình cả hai bên cũng không khá giả gì nên cũng chỉ hỗ trợ được chị Trinh phần nào trong cuộc sống. Tiền thuốc và chi phí đi lại điều trị bệnh của chị Trinh rất tốn kém. Giờ bản thân em về nhà thì nói chung cũng đi lẹ được, đi ra đi lẹ được, làm những việc nhẹ nhõm như là phơi quần áo hoặc nấu cơm cho con dì An vậy thôi. Còn nhiều lúc mà khỏe hung thì có thể quét được cái nhà, còn không thì mệt thì cứ vô nằm vậy thôi. Nó mệt là cái dạng như là nó thở không có nổi, rồi thêm nó xoay sẩm đầu óc nữa. Rồi nhiều lúc người nó không có mệt nhưng mà mắt nó sẽ bị kém đi, đó là không có thấy được. Nó bị xem giống như nó bị mất đi cái thị giác một khoảng thời gian đó, rồi 15 đến 20 phút là em sẽ không làm được cái gì nữa. Em mong muốn là sức khỏe của em hiện tại thì như vậy cũng được. Đó. Nếu mà khỏe thì tốt, còn nếu mà không khỏe thì cho em dạy để nhìn con đi học, biết trưởng thành, lớn hơn xíu chứ giờ nhỏ quá. Hàng ngày cứ công việc nấu cơm cho con, chồng mà miễn là nhìn các con, thời gian sống của em được dài hơn, được ở bên các con nhiều hơn là được. Miễn là em có thời gian sống dài là được. Chồng chị Trinh, anh Võ Minh Tiến, quê ở tỉnh An Giang. Từ ngày vợ phát bệnh, anh bỏ công việc lo cho vợ. Sau khi chị Trinh vượt qua được cơn nguy kịch, anh xin làm công nhân ở khu công nghiệp V-Ship để kiếm tiền lo cho gia đình. Anh xin làm ca ban đêm để ban ngày lo cho vợ và hai đứa con nhỏ. Một cháu năm nay học lớp 5, cháu còn lại mới 4 tuổi. Nói chung là em cũng động viên vợ em hàng ngày vậy đó. Em cũng phải động viên vợ em, rồi em cũng phải động viên em cố gắng lên. Vì vợ, cũng vì vợ, vì con cũng gắng kiếm tiền lo cho vợ chữa bệnh. Nói chung vợ cũng cố gắng ở thành bao nhiêu cũng được. Mong muốn em vợ em là càng khỏe lên, ở với em càng lâu càng tốt. Thu nhập của anh Tiến không đủ vào đâu nên cứ thiếu trước hụt sau. Trong khi phải lo tiền thuốc thang, tiền cho vợ và hàng tháng phải ra Huế để truyền máu. Số tiền hai vợ chồng vay mượn đã hơn 70 triệu đồng và không còn khả năng để lo điều trị cho căn bệnh nan y của vợ. Trong thời gian đấy thì cái hoàn cảnh của em Trinh thì cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ để em có điều kiện về kinh tế để điều trị bệnh và nuôi con nhỏ trong thời gian còn giờ về sau nữa. Hoàn cảnh này là rất khó khăn, đặc biệt của xã. Nói chung là cũng mang các Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Chứ bây giờ em nó đi một tháng, em nó đi nói chuyện lạc máu đến một đến hai lần này là rất khó khăn cho em. Hai đứa con của anh Tiến và chị Trinh còn quá nhỏ. Các cháu không biết mẹ bị bệnh gì, chỉ biết mẹ đau và thường xuyên đi bệnh viện. Chị Trinh lúc nào cũng lo lắng cho hai đứa con còn thơ dại. Các con sẽ sống ra sao khi không còn mẹ?
Quý vị có thể hỗ trợ cho hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Trinh tại địa chỉ thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Quý vị cũng có thể hỗ trợ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản thông qua các số tài khoản sau đây. Khi chuyển khoản, ghi rõ nội dung, tên người gửi, chuyển hỗ trợ số 679. Khán giả hỗ trợ tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thì đến địa chỉ 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Hỗ trợ bằng cách chuyển khoản thì chuyển tiền đến hai số tài khoản: Vietcombank 1111 345 345, BIDV 5701 0000 137 578. Sáng ngày 10 tháng 9, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Nhà máy sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và hỗ trợ cho hoàn cảnh em Võ Thị Bảo Trân ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Em Trân là nhân vật kết nối những tấm lòng số 678 phát sóng vừa qua. Hôm nay em đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh đến thăm và chia sẻ cùng với gia đình. Thông qua chương trình thì chú Lê Minh Tiến ở thị trấn Gia Lan là có hỗ trợ là 100.000 đồng. Nhóm tiểu thương thị trấn Chùa Quyền Nghĩa Hành là hỗ trợ là 1.600.000 đồng. Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy là hỗ trợ là 10.000.000 đồng. Thưa anh, vừa qua trên sóng truyền hình VTQ, thông qua chương trình kết nối những tấm lòng có đề cập đến hoàn cảnh của bác Bảo Trân. Hôm nay em xin đại diện cho công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đến trao món quà 10.000.000 đồng của chương trình và một năm món sữa đậu nành miễn phí từ nhân hàng Vinasoy. Hy vọng với những cái món quà này sẽ giúp cho bác một phần kinh phí để chữa bệnh và giúp cho bác có thể trả lại việc học sớm nhất. Cùng với đó là một số cá nhân tổ chức từ công ty cổ phần đường Quảng Ngãi thì cũng có gửi kinh phí hỗ trợ. Hội cựu chiến binh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là 1.000.000 đồng. Nhóm từ thiện trong một điều tốt đẹp là 1.000.000 đồng. Anh Võ Thành Ngọ, chị Quỳnh Mỹ Hòa và chị Hồ Thanh Văn là 600.000 đồng. Tham mẹ công ty Thiên Nguyên, Ma Thiên Nguyên ủng hộ trôi cho bé một phần quà là một món quà với một số tiền là 3.100.000 đồng cho gia đình. Dạ, em đại diện cho ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi và hỗ trợ anh phần quà với số tiền 1.500.000 đồng ạ. Dạ. Tổng số tiền gia đình em Trân nhận được là 18.900.000 đồng. Thưa quý vị, về danh sách hỗ trợ của khán giả cho hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang Facebook Truyền hình Quảng Ngãi và kết nối những tấm lòng Quảng Ngãi. Trong chương trình này, chúng tôi cập nhật danh sách khán giả hỗ trợ hoàn cảnh của em Võ Thị Bảo Trân ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Khán giả hỗ trợ số 678. Danh sách tiểu thương chợ chùa thường xuyên hỗ trợ. Khán giả hỗ trợ số 678. Danh sách tiểu thương chợ chùa thường xuyên hỗ trợ là 1.650.000 đồng. Đạo tràng chùa Phước Quang 350.000 đồng. Các cá nhân hỗ trợ 100.000 đồng gồm chị Phượng Linh, chị Tâm Thuốc Tây, chị Thanh Thanh, chị Mỹ Ngọc, chị Cao Thị Tân, chị Xí Hương. Các cá nhân hỗ trợ 50.000 đồng gồm chị nữ, hai cá nhân ở thị trấn chợ chùa, một cá nhân ở xã Hành Minh, chị Bích Thuận, chị Bích Thọ, chị Sự, chị Tuyền, em Mẫn, em Minh, em Phương Thảo, em Minh Hiếu, chị Thu chợ Phiên, cháu Quỳnh Chi và chị Tú Lê. Tiểu thương chợ Thu Lộ hỗ trợ tổng cộng 770.000 đồng. Những cá nhân ở chợ Thu Lộ hỗ trợ 50.000 đồng. Chị Hòa, em Hậu, tổ 10 phường Trần Phú. Chị Hương, 299 Phan Bội Châu. Chị Thanh, chị Phương ở Hàng Thịt. Chị Nguyễn Thị Như Xuân, thành phố Nha Trang. Tiểu thương chợ Sông Vệ, chị Nga Tuấn, cô Đối, cô Nguyễn Thị Sương, tổ 6 phường Trần Phú và em Nương Bán Thịt. Chị Hồng ở Hàng Cá 20.000 đồng, chị Lưu 100.000 đồng, chị Hồng Hạnh 100.000 đồng. Khán giả hỗ trợ tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi: gia đình ông Đặng Ngọc Dũng, thị trấn Di Lăng 300.000 đồng, chị Hương Điều, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 100.000 đồng, chị Huyền bán vải chợ mới xã Tịnh Hà 100.000 đồng, cô Bảy Thương chợ mới xã Tịnh Hà 100.000 đồng, chị em Diễm bán trái cây chợ Hàng Rượu 200.000 đồng, luật sư Nguyễn Công Tuân, phường Trương Quang Trọng 200.000 đồng, chị Ngọc giáo viên phường Trương Quang Trọng 50.000 đồng, chú Công bánh bao Anh Ký 100.000 đồng, cô Phạm Thị Hiền 100.000 đồng,
công ty Quý Trường Hải, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 200.000 đồng, đại lý gạch ngói Xanh Thư, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa 200.000 đồng, ông Bùi Văn Hương 600.000 đồng, em Nguyễn Chí Thành Công, phường Chánh Lộ 50.000 đồng, Nguyễn Phương Quỳnh, huyện Tư Nghĩa 50.000 đồng, Nguyễn Lê Quyên 100.000 đồng, một khán giả ở thị trấn La Hà 150.000 đồng, công ty Vương Sáu 200.000 đồng, phụ tùng Honda Tâm Hà số 4 Phạm Văn Đồng 200.000 đồng. Chân thành cảm ơn nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã đồng hành cùng chương trình Kết nối những tấm lòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Chân thành cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.